trong khi một chiến sĩ cảnh sát xuống trinh sát và nắm bắt tình hình với địa bàn, phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chiến sĩ của ta đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra giấy tờ, thì bất ngờ bị đối tượng lao vào tấn công hòng cướp đi sinh mạng của chiến sĩ ta để thoát thân. Với sự gan dạ, ta đoán chẳng xử lý ngay các tình huống, lợi dụng sơ hở của đối tượng và các biện pháp đối tượng mạnh mẽ chính xác, đã bắt đầu tấn công hiểm hóc, khống chế đối tượng, thu hồi vũ khí, đưa về cơ quan công an điều tra xử lý. Đây là tình huống một chiến sĩ cảnh sát đang thi đường đi tuần tra kiểm soát thì bất ngờ bị hai đối tượng lao vào tấn công nhằm cướp đi sinh mạng. Trước tình thế bất ngờ, huy động vô cùng nguy hiểm, để đối tượng hai đội nhiều lớn của các đối tượng, chiến sĩ của ta đã tìm đến tra soát bằng các biện pháp đối tượng mềm mũi, phản xạ nhanh nhạy, sử dụng các biện pháp chuyên nghiệp và các đòn tấn công mạnh mẽ chính xác, hạ thủ các đối tượng, đảm bảo an toàn tính mạng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ta. Tình huống 1-3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn, chiến sĩ của ta đã phát hiện ba đối tượng có dấu hiệu nghi vấn phạm tội, đã đề nghị kiểm tra giấy tờ. Một chiến sĩ phát hiện và chúng nhanh chóng cùng vũ khí lao vào tấn công chiến sĩ của ta. Tuy nhiên, với sự mưu trí linh hoạt, sử dụng các đòn thế tránh né, đặt đỡ, các sử dụng các đòn tấn công phòng vệ tham gia, chiến sĩ của ta đã nhanh chóng hạ gục các đối tượng. Tình huống 1-4. Đây là tình huống một chiến sĩ ta đang trên một chiến sĩ đang trên đường lại một vụ thì phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khi bị phát hiện, chúng bắt đầu dùng vũ khí như dao, gậy, tấn công uy hiếp đến